Xin được trở lại với các thông tin thời tiết. Từ hôm nay thì hoàn lưu áp thấp nhiệt đới sẽ ảnh hưởng tới đất liền nước ta. Vậy đâu sẽ là những mối nguy hiểm nhất trong ngày hôm nay chị Hương Liên? Vâng, mưa lớn thì luôn là mối nguy hiểm nhất khi mà có áp thấp nhiệt đới xảy ra. Thời gian cảnh báo là hôm nay và ngày mai, vùng mưa to nhất là từ Hà Tĩnh đến Bình Định, lượng mưa có nơi trên 300 mm. Kế tiếp là Kon Tum, Gia Lai, lượng mưa từ 100 đến 200 mm và có nơi trên 250 mm. Sau cùng là Thanh Hóa và Nghệ An sẽ mưa trong ngày mai và ngày kia, lượng mưa từ 50 đến 100 mm, có nơi trên 150 mm. Các tỉnh thành này đều có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất vùng núi, ngập úng vùng trũng. Trong đó có một số nơi cần đặc biệt lưu ý hơn. Từ Thừa Thiên Huế đến phía Bắc Quảng Ngãi sẽ là những nơi có nguy cơ rất cao về ngập lụt sâu diện rộng. Khu vực huyện Tây Giang, Quảng Nam, khu vực đường Hồ Chí Minh đi qua địa phận Quảng Trị đến Quảng Ngãi, Kon Tum sẽ cần chú ý về lũ quét, sạt lở đất. Còn về lũ thì các sông ở Kon Tum sẽ lên báo động 2 đến báo động 3, thậm chí có sông trên báo động 3. Ngoài ra, những khu dân cư quanh các hồ chứa đã đầy nước, hồ chứa sung yếu, hồ chứa đang xây dựng cần chú ý theo dõi sát sao diễn biến mưa lớn để kịp thời xử lý khi có sự cố. Đối với khu vực Nam, Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ chịu tác động gián tiếp từ áp thấp nhiệt đới thông qua việc tương tác làm gió mùa Tây Nam mạnh lên. Từ nay đến ngày mai, dự báo sẽ mưa dông nhiều nơi, cục bộ có mưa to đến rất to, với lượng mưa là từ 40 đến 70 mm và có nơi trên 100 mm mỗi ngày, đề phòng khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Chuyển sang thời tiết biển, huyện đảo Hoàng Sa có gió Đông Nam cấp 5, riêng vùng biển phía Nam hôm nay có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, biển động. Với huyện đảo Trường Sa, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, trời mưa dông để phòng nguy cơ xảy ra lốc xoáy. Và đó là những thông tin thời tiết đáng chú ý. Bây giờ xin mời chị Hoa tiếp tục chương trình. Vâng, xin được cảm ơn chị Hương Liên với những thông tin cụ thể vừa rồi. Cũng xin được nhắc lại với quý vị là trong ngày hôm nay thì áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão và sẽ gây ra một đợt mưa lũ cho đất liền miền Trung và khu vực Tây Nguyên. Các địa phương và người dân cần tăng cường sự chủ động để ứng phó. Hết ngày 23 tháng 9, Sapa có lúc có mưa rào và dông 14 đến 20 độ. Lạng Sơn có lúc có mưa rào và dông 22 đến 30 độ. Hạ Long có lúc có mưa rào và dông 25 đến 28 độ. Hải Phòng có lúc có mưa rào và dông 24 đến 28 độ. Hà Nội có lúc có mưa rào và dông 25 đến 31 độ. Thanh Hóa có lúc có mưa rào và dông 23 đến 29 độ. Vinh có lúc có mưa rào và dông 24 đến 30 độ. Huế có mưa to đến rất to 23 đến 28 độ. Đà Nẵng có mưa to đến rất to 24 đến 28 độ. Quy Nhơn có mưa to đến rất to 24 đến 27 độ. Nha Trang có lúc có mưa rào và dông 24 đến 29 độ. Đà Lạt chiều và tối có mưa rào và dông 16 đến 23 độ. Thành phố Hồ Chí Minh ngày nắng chiều tối có mưa dông 24 đến 32 độ. Vũng Tàu ngày nắng chiều tối có mưa dông 26 đến 31 độ. Cần Thơ ngày nắng chiều tối có mưa dông 24 đến 32 độ.